Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo, được phát sóng vào lúc 6 giờ, 11 giờ, 18 giờ hàng ngày trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 2 tháng 3 năm 2022 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn. Mở đầu bản tin sáng nay là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, toàn bộ khu vực xung quanh tòa hành chính của thành phố Kharkiv đã bị phá hủy nghiêm trọng sau một vụ không kích tên lửa của Nga. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một tên lửa đã bay trúng vào khu vực quảng trường ngay trước tòa nhà hành chính tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, gây ra một vụ nổ lớn vào ngày 1 tháng 3. Quan chức đứng đầu khu vực Kharkiv, ông Oleksiy Ligubov đã xác nhận rằng, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga xảy ra tại trung tâm thành phố Kharkiv, bao gồm khu vực dân cư và tòa hành chính khu vực, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã bước sang ngày thứ 6. Vụ việc đã làm cho tòa hành chính tại thành phố Kharkiv và toàn bộ khu vực quảng trường bị phá hủy nghiêm trọng. Ông Zelensky gọi vụ bắn tên lửa là sự khủng bố trắng trợn và là một tội ác chiến tranh. Thưa quý thính giả, ngày 1 tháng 3, Nghị viện châu Âu đã thông qua dự thảo nghị quyết về hành động quân sự của Nga ở Ukraine, trong đó kêu gọi Liên minh châu Âu-EU áp một số trừng phạt lên Moscow. Theo đó, nghị quyết kêu gọi EU hạn chế nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, cấm các khoản đầu tư mới của EU vào Nga, loại tất cả các ngân hàng Nga khỏi hệ thống tài chính châu Âu, cũng như hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Tại phiên họp bất thường ngày 1 tháng 3, dự thảo nghị quyết đã được thông qua với 637 phiếu ủng hộ, 13 phiếu trống và 26 phiếu trắng. Tuy nhiên, nghị quyết này chỉ mang tính chất tham vấn và không có ý nghĩa ràng buộc. Trong khi đó, cùng ngày, EU thông báo sẽ cấm các kênh truyền thông nhà nước của Nga là RT và Sputnik phát sóng ở khối này, đồng thời cấm một số ngân hàng Nga tham gia hệ thống SWIFT. Thông báo của Chủ tịch EU dự kiến có hiệu lực từ ngày 2 tháng 3 sau khi công bố trên công báo của khối. Hiện Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tìm cách làm tê liệt lĩnh vực ngân hàng của Nga và đồng ruble thông qua một loạt biện pháp trừng phạt. Cũng trong ngày 1 tháng 3, Apple thông báo dừng bán mọi sản phẩm của hãng tại Nga sau khi dừng toàn bộ việc xuất khẩu qua kênh bán hàng ở quốc gia này hồi tuần trước. Apple Pay và các dịch vụ khác cũng sẽ bị hạn chế. Thưa quý thính giả, châu Âu đã tăng mối lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Nga kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc tấn công Ukraine, hiện đã bước sang ngày thứ 6. Ba Lan và Lithuania có kế hoạch khởi động dòng khí đốt thương mại tại một đường ống xuyên biên giới vào ngày 1 tháng 5 chứ không phải vào giữa năm 2022. Như kế hoạch trước đó, chính phủ của họ thông báo vào ngày 28 tháng 2. Bộ trưởng Năng lượng Lithuania Dainius Raivis cho biết, dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh nguồn cung năng lượng của đất nước. Châu Âu đã tăng mối lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Nga kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc tấn công Ukraine, hiện đã bước sang ngày thứ 6. Đường ống sẽ tăng cường an ninh năng lượng của cả hai nước. Mặt khác, Ba Lan sẽ được tiếp cận với bến cảng nhập khẩu LN, Klaipėda của Lithuania và kho chứa khí đốt Inkulak của Latvia. Công suất ban đầu ở cả hai hướng sẽ được đưa ra để đặt trước vào tháng 4 tại sàn giao dịch truyền dẫn khí đốt GSA. Chuyển sang phần tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, công ty nghiên cứu của Anh Capital Economics nhận định việc Nga tấn công Ukraine có thể hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn và kéo giá trở lại ngưỡng 2.000 đô la Mỹ. Trong phiên giao dịch sáng ngày 2 tháng 3, giá vàng giao ngay giảm 0,09% xuống 1.943,6 đô la Mỹ một ounce vào lúc 6 giờ 35 phút theo giờ Việt Nam. Giá vàng giao vào tháng 4 cũng giảm 0,13% xuống 1.945,55 đô la Mỹ. Sau khi giá vàng thế giới tăng trên 35 đô la Mỹ một ounce, giá vàng trong nước cũng phi mã. Giá vàng trong nước rạng sáng ngày 2 tháng 3 phản ứng nhanh trước những biến động trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trong nước đã cao hơn khoảng 1 triệu đồng một lượng so với mức giá cuối ngày hôm qua, tiếp tục tiến sát đỉnh mới 67 triệu đồng một lượng. Thưa quý thính giả, tình trạng sương mù, mưa rải rác tiếp diễn ở miền Bắc đến hết tuần. Trong tháng 3, khu vực duy trì trạng thái nồm ẩm, thời tiết ấm dần lên với mức nhiệt cao nhất 25 đến 27 độ C. Ngày 2 tháng 3, không khí lạnh tại Bắc Bộ suy yếu khiến nền nhiệt khu vực tăng dần. Trời ấm lên và lặng gió, độ ẩm không khí cao tiếp tục gây ra hiện tượng sương mù. Tại Hà Nội,
sương mù che phủ thành phố suốt cả ngày khiến bầu không khí trở nên âm u. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng này còn kéo dài trong những ngày tới khi nhiệt độ tiếp tục tăng. Từ nay đến hết tuần, trạng thái chủ yếu tại Bắc Bộ là mưa phùn, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời nắng. Tại các tỉnh đồng bằng, nền nhiệt chung dao động trong ngưỡng 19 đến 25 độ C, trời lạnh. Khu vực duy trì độ ẩm cao trên 90% khiến tình trạng nồm ẩm có thể xuất hiện và kéo dài. Thưa quý thính giả, ngày 1 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với ông Kasper Rosted, Tổng Giám đốc Tập đoàn Adidas, để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của Adidas tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Tập đoàn Adidas đã có kết quả hoạt động tốt trong năm 2021, dù phải đối mặt với nhiều thách thức do đại dịch, bày tỏ tin tưởng Tập đoàn Adidas sẽ đạt được những thành công to lớn hơn nữa và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Adidas. Thủ tướng đề nghị Adidas tiếp tục phát huy tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, quan tâm bảo đảm phúc lợi và điều kiện làm việc cho người lao động Việt Nam. Tại cuộc gặp, Tổng Giám đốc Kasper Rosted cảm ơn Thủ tướng và các cơ quan chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có tập đoàn Adidas, đặc biệt đã hỗ trợ tập đoàn ứng phó thành công với những khó khăn, thách thức của dịch bệnh để khôi phục các hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Thời gian tới, tập đoàn Adidas sẽ tiếp tục nỗ lực tận dụng, cụ thể hóa các cơ hội phát triển tại Việt Nam như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý thính giả, các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh đang khảo sát lấy ý kiến phụ huynh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đây là bước chuẩn bị tiêm vaccine trong thời gian tới. Theo khảo sát, một số phụ huynh còn rất e ngại về tác dụng phụ sau này khi tiêm vaccine cho con. Theo khảo sát, ở một số quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ phụ huynh đồng ý cho con tiêm vaccine giảm dần theo độ tuổi. Như tại quận 8, tỷ lệ đồng thuận ở khối lớp 6 khoảng 95%, khối tiểu học khoảng 80% và trẻ 5 tuổi chỉ hơn 60%. Đa phần phụ huynh đều có tâm lý lo sợ vaccine sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này của trẻ. Đến thời điểm này, hầu hết trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh đã đi học trực tiếp trở lại. Số ca mắc COVID-19 cũng tăng cao ở khối học sinh chưa tiêm vaccine. Việc tiêm vaccine lúc này là một cách để bảo vệ trẻ em. Dù vậy, với những trẻ không tiêm hoặc tiêm vaccine, các em vẫn cần đến trường đi học và phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Thưa quý thính giả, Bộ Công Thương vừa ban hành công điện số 960 gửi Tổng cục Quản lý Thị trường, Thủ trưởng Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 và xung đột vũ trang tại Ukraine. Theo đó, Tổng cục Quản lý Thị trường cần chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường công tác giám sát, quản lý theo địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch và phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lợi bất chính, kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương về tình hình biến động của thị trường hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, đặc biệt là những mặt hàng bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19 và xung đột vũ trang tại Ukraine. Thưa quý thính giả, vì không gửi được ai chăm sóc, bác sĩ Nguyễn Thành Tâm buộc phải mang chú chó của mình vào nuôi ở bệnh viện dã chiến, nơi anh tham gia chống dịch. Chú chó ấy có tên là Đậu, nay đã 10 tháng tuổi. Thoáng chốc, Đậu đã cùng bác sĩ Nguyễn Thành Tâm đi qua bao bệnh viện dã chiến với biết bao kỷ niệm khó quên mùa COVID-19. Đậu thích nghi rất tốt, được mọi người yêu quý. Kể về những khó khăn khi nuôi em cúng ở bệnh viện dã chiến, anh Tâm chia sẻ thời điểm đó đang là đỉnh dịch, hoàn toàn không có thời gian ra ngoài mua thức ăn cho nó. Thậm chí lúc đó đồ ăn cũng khan hiếm. Nhờ những nhà hảo tâm, nhà tài trợ hỗ trợ rau củ, trái cây cho bệnh viện nên bác sĩ cho Đậu ăn thêm trái cây. Bác sĩ Tâm còn chia sẻ thêm rằng, lúc ở bệnh viện dã chiến số 1 là, lúc dịch bùng nên rất khó khăn trong việc chăm sóc Đậu, gần như anh dành toàn thời gian cho công việc. Đi đâu bác sĩ Tâm cũng chở Đậu theo cùng. Đậu rất ít sủa, có lần khát nước thì sủa đòi uống nước. Đậu cũng không cắn ai, vô cùng thân thiện với mọi người. Nhớ về những ngày tháng tham gia chống dịch. Tại các BV giả chiến với sự có mặt của bé Đậu, bác sĩ Nguyễn Thành Tâm cho biết đã trải qua nhiều điều khó khăn mà trong tiền lệ chưa từng có.
Thưa quý thính giả, chỉ cách Hà Nội 80 km và tọa lạc ở Hà Nam, chùa Địa Tạng Phi Lai Tự là một nơi thích hợp cho các tình yêu thích tìm đến bình yên, thanh tịnh. Cả quần thể ngôi chùa được xây dựng dưới chân một ngọn núi, ẩn mình trong một khu rừng thông. Phía trước chùa là một đồng ruộng lúa mênh mông. Chùa nằm tách biệt khu dân cư nên vô cùng tĩnh lặng và thanh tịnh. Chính vì vậy, khi du khách đến đây sẽ có cảm giác thanh mát, nhẹ nhàng giống như chốn bồng lai tiên cảnh ngay tại vùng đồng bằng Bắc Bộ của nước ta. Du khách lần đầu đến thăm chùa sẽ không khỏi bất ngờ vì phần sân dẫn vào chùa đều được trải sỏi màu trắng thay vì lát gạch đỏ như những ngôi chùa khác. Tất cả như một bức tranh, một cõi thiên đường nơi hạ giới. Cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi, u sầu bỗng nhiên tan biến hết. Để khám phá hết điểm đến tại chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, bạn phải dành cả ngày mới có thể đi hết được. Bởi khám phá hết các dãy núi của chùa bạn phải mất đến cả ngày. Còn trèo từ chân núi lên đỉnh núi cao nhất nơi có vườn ổi, nhãn, mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Thưa quý thính giả, Tokyo là thủ đô của Nhật Bản và là một trong 47 tỉnh của Nhật Bản, nằm ở phía đông của đảo chính Honshu, vùng Kanto. Đây là nơi đặt hoàng cung và các cơ quan đầu não của chính phủ Nhật Bản. Năm 2015, Tokyo được xếp hạng là thành phố đắt đỏ thứ 11 đối với người nước ngoài, theo công ty tư vấn Mercer, và cũng là thành phố đắt đỏ thứ 11 trên thế giới theo khảo sát chi phí sinh hoạt của tổ chức tình báo kinh tế. Tokyo được tạp chí Manner cờ bình chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới. Tokyo được xếp hạng đầu tiên trong số 60 thành phố trong chỉ số thành phố an toàn 2017. Tokyo đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như Đại hội Thể thao Châu Á 1958, Thế vận hội mùa hè 1964, Hội nghị G7 năm 1979, Hội nghị G7 năm 1986, Hội nghị G7 năm 1993, World Cup bóng bầu dục 2019, Thế vận hội mùa hè 2020 và Paralympic mùa hè 2020. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.